Ok, hello anh em. Thì cả ngày Tết hôm nay là mình chưa làm video này đâu. Thì anh em ăn Tết có ngon không? À, có to không nhá? Thì ok, bây giờ thì mình được cái rảnh rỗi thì mình sẽ làm một tựa game, review một tựa game khá là hay. Cũng đang hơi hot trên CH Play. Mà không biết có trên iOS không? Đó chính là game Skydance Dancer. Thì không biết game này là của Việt Nam hay sao, nhưng mình thấy ở đây là có gì? Hoàng Thanh Nhật. What? What the fuck? What the f... À đây. Ok, ở đây có Hoàng Thanh Nhất gì đó. Vũ Mạnh Cường này, Thanh Bùi Thuân. Music. Game này là của Việt Nam luôn. Holy shit. Còn music là của người nước ngoài. Còn đây là các người thử các bản beta này. Ồ, thì ra đây là game Việt Nam. Ok, mình sẽ vào cho các bạn. Game này mà chơi trên kính thực tế ảo chắc chóng mặt lắm rồi. Game này cực kỳ chóng mặt nha. Đấy, nhảy mắc ảo rồi, nhảy không chết luôn. Mà đồ họa game này cũng được. Hiệu ứng lay chuyển, kiểu là nó rung rồi này. Kiểu cái áo nó chạy nó... Làm sao nhỉ? Gọi, phải gọi như thế nào mới được? Fuck, mày nói quá. Gọi là nó chuyển động khá là được. Mà không biết tại sao lúc mình mới vào chơi nó có cái bóng, cái shader của mình cơ. Cái shader ơi. Nó cả có cái đấy nhưng mà không biết tại sao nó lại mất rồi. Chẳng nhẽ cấu hình bị tụt xuống rồi chăng? Mình chơi FIFA 16 vẫn ngon mà. Ok. Ui, trong mặt vãi cứt rồi. Nhảy thì game này nó cũng kiểu chạy không giới hạn như kiểu game Temple Run này, nhưng mà mức tội cái này nó khó hơn rồi. Ui rồi, mình chuyên nghiệp rồi. Thì clip này mình chỉ review thôi. Ok, thì anh em anh Tết chắc cũng mừng tuổi nhiều lắm nhỉ. Mình thì được lì xì tầm bao nhiêu nhỉ? Oh fuck, lì xì cũng tầm hơn 500k. Rick Latter. Thì ở đây nó cũng có dạng rất nhiều nhân vật luôn. Đây, nhân vật thì mình đang sở hữu con này, nó có cả trang phục nữa này. Ui dồi ôi, đây chắc là tiên nữ rồi nhưng mà da đen mấy kích rồi. Rất là nhiều nhân vật luôn, cho bạn thích chọn là à, thích chọn thì chọn, nhưng mà đối với từng nhân vật thì cũng có số tiền riêng của nó. Ồ, con này đặt vãi cứt rồi. Kaka, mình nghe như kiểu kata đấy, kata trong Vainglory. Win 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 là chắc là hệ tiên nữ, là tiên gì. Ui rồi ôi, cái gì đây? Hồn ma nhìn xinh vãi cứt, nhìn sexy vãi cứt rồi. Joker, con gái hay con trai đấy? Đồ Satan này. Sát robot. Ồ, ấy kiểu từ từ. Đây kiểu cái con gì nhỉ? Gì mà mình xem trong cái phim gì nhỉ? Mình quên. Phim nói về một con robot cảnh sát bị kiểu là mình cũng quên lâu, mình xem lâu lắm. Ok, thì đây là một tựa game khá là cũng không gọi là hành động cho lắm, nhưng mà cũng khiến các bạn phải thốt lên rằng là nó chóng cả mặt luôn ấy. Thì các bạn ấn tứ vào màn, ấn hai ngón, để ta nói phát nào. Bạn ấn hai ngón tay vào màn hình nó sẽ nhảy lên. Đấy. Còn ấn sang bên này là nó tự chuyển sang phải, chuyển sang trái. Ok, chắc review mình cũng làm clip ít phút thôi. Lên nóc nha. Mình đoán đây là game Việt Nam này. Không, ở Việt Nam cũng tạo nhiều game mà. Các bạn biết game 7574 gì không? Ui. Nhưng mà đánh Điện Biên Phủ ấy, mình xem trên kênh trực tiếp game thì ra game đấy của Việt Nam. Làm như kiểu game Call of Duty 2 đấy.
Nếu mà có gì cái game Castlevania New Orleans nó đã ra rồi nhưng mà nó mới ra trên iOS thôi. Nếu mà bao giờ nó sẽ ra trên Android mình sẽ làm cho các bạn xem, ok? Ok, chơi nó văn này mình sẽ kết thúc video luôn. Xem mình có vượt được kỷ lục của mình là 726 m không? Nhảy cái này rất là khó căng nha. Úi dồi, fuck. Cái ván này chắc chắn mình sẽ vượt được kỷ lục của mình. Ok. Lên nóc nhà. Ui dồi ôi, nó nhảy thế mình không chết chắc là mình nhảy từ tầng 2 chắc đã thấy đau rồi, còn nói chi con này nó nhảy từ trên trời rơi xuống này. Các bạn có biết cái bài từ trên trời rơi xuống không? Bài này rơi từ lâu lắm rồi. Hồi năm mình học lớp lớp 1 mình đã nghe rồi. Ok, sắp vượt được kỷ lục rồi. Úi giời, ô sao đang trời sáng chuyển sang trời tối nhỉ? Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đây là cái khó của game này đấy. Ôi giời. Ok, nếu các bạn cảm thấy thích cái video này, đừng quên like và share video cho mình nha. Đừng quên subscribe channel mình thì review game mình cũng làm ngắn thôi. Ok.